Vâng, cảm ơn các bác nhá. Sau đây em test cặp loa 450C cho bác khách ở trong miền trong. Cặp loa này là hình thức thùng nó xấu. Em nói luôn hình thức thùng nó xấu nhá các bác nhá. Đấy, nhưng mà loa ấy thì là zin và đẹp long lanh. Bát tép zin và đẹp xuất sắc phân tần zin. Đấy, quan điểm em bán rất là rõ. Cặp loa thanh lý giá 4 triệu đồng. 4 triệu đồng, gần như chỉ bán tiền ruột thôi. Đấy. Các bác nhá. Nó có cái điểm xấu ở thùng một chút và lưới này. Đấy, lưới em vận chuyển nó gãy một chút này. Nó xấu nhá. Phải nói luôn đấy. Đấy, một cái chân này nó gãy này nhưng mà nó vẫn còn đủ 7 chân. Vẫn để đủ cắm chắc chắn cho các bác. Đây, tem nhá, em đã thay tem mới cứng cho các bác nhá. Đấy. Rất là rõ nha các bác nhá. Đấy, cho nên là bên em làm hàng là tiền nào của đấy này. Hàng đẹp đi hàng đẹp này, hàng xấu đi hàng xấu. Nhưng mà cặp loa, nói về loa bên em thì toàn đợt này toàn loa zin thôi. Toàn loa xịn thôi. Đấy, chỉ có thùng, một vài đôi thùng nó xấu thì em sẽ bán với cái giá 4 triệu đồng. Nhưng mà xấu mà nhiều lời thì như này vẫn là đẹp. Em nói luôn xấu, khẳng định các bác như này người ta đây. Xấu rồi này. Đấy. Bây giờ như này thì để trong nhà các bác dùng đến 2 30 năm nó vẫn thế mà chẳng ai xem đến như này. Đấy các bác ạ. Không cầu kỳ đến mức đấy đâu. Vẫn đảm bảo các bác để trong nhà thì có mà đến 2 30 năm nó vẫn thế này. Đây các bác, xấu của bên em các bác nhìn nó. Đấy, xấu nó vẫn đẹp nhỉ. Xấu này nhìn vẫn đẹp. Được chưa ạ? Các bác cùng ngắm nhá. Còn loa thì nó quá xuất sắc rồi. Loa bát, loa tép, phân tần, zin đét. Rồi, bác thử ra từng chiếc một. Các bác từ bác Giang lại tiếp tục đến vừa lấy một đoàn khách. Các bác đã về rồi. Sau đây em sẽ test thử cái cặp 450V này, cũng chuyển đi này. Hai đôi nữa các bác nhá. Rồi bác Bình tắt đi cho em đây. Vâng, cặp loa 450C. Đây là cặp loa em bán thanh lý, thùng nó hơi xấu một chút, lưới hơi xấu chút. Bán rẻ cho các bác chơi. Đấy, nhiều bác không cần thiết phải nó kỹ quá, chỉ cần chất lượng, chất âm nó hay. Cái này thùng xấu rồi. Thùng xấu một tí thôi. Đấy, bác nhìn kỹ mới biết đúng không? Đấy, bác thấy không? Nhìn kỹ mới biết chứ còn không biết được đâu. Đấy, quan điểm em bán nha các bác nha. Cho nên là các bác đừng so sánh, người ta có thể bán rẻ hơn em 500 300 nhưng em bán rẻ hẳn đi 1 triệu. Đấy. Các bác cảm ơn các bác nha. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Quan điểm em bán là rất rõ như ban ngày luôn. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.